chị ơi, em là nhân viên của trạm y tế phường mình á. Dạ chị ơi, bữa nay em đi cùng với lại bác Bảy, tổ trưởng khu phố mình. Chào con. Cách đây mấy căn là đang có ca bệnh sốt xuất huyết ở đây luôn, nên là chị cho phép em vào trong nhà mình á để kiểm tra các vật dụng chứa nước, coi có cái vật dụng chứa nước nào có khả năng phát sinh lăng quăng không. Nè thì kiểm tra đi nè con nè. Chị, cái xô nước đằng kia với lại xô nước này là chị hứng nước mưa để tưới cây hả chị? Đúng rồi. Là chị đó giờ là không có sử dụng hết rồi lật úp mà chỉ cứ hứng nước mưa liên tục luôn ạ. Đúng rồi. Dạ chị ơi, tại vì mình đang ở trong khu vực ổ dịch sốt huyết á, cái tình trạng này là dễ phát sinh lăng quăng gây bệnh sốt huyết lắm luôn á, nước mưa á chị. Dạ vậy thì mỗi ngày á chị sử dụng xong thì chị có thể là đổ hết luôn rồi úp lại, hoặc là chị sử dụng tưới cây là tưới nước trực tiếp từ dồi luôn. Trước giờ thì cũng tưới bằng mấy cái nước mưa này đâu có sao đâu, nhà tôi trước giờ có ai bị gì đâu, mà cũng sốt xuất huyết thôi mà. Đâu có, con đâu nói gì được. Tại cái vật dụng chứa nước mưa là con để không có đậy kín để xảy ra cái tình trạng lăng quăng. Lăng quăng nó sinh ra muối. Và nếu mà con xong làm con tưới cái xong thì con cứ đổ. Còn nếu mà còn nước thì con lấy cái gì đó con đậy kín lại. Đừng cho cái muối nó bay vô làm nó sinh sản. Thì bác Bảy nói vậy thì con nghe vậy chứ. À, dạ. Mình chung tay vì cái cộng đồng. Dạ. Rồi. Chị cho em gửi tờ rơi tuyên truyền của mình ha, chị có thời gian thì chị đọc thêm. Vài ngày nữa chị sẽ cho phép là tụi em được tới kiểm tra nha chị. Ừ, thì tôi cũng ở nhà nè, muốn lại kiểm tra thôi. Dạ rồi, chị nhớ đổ nước sau khi tưới cây dùng chưa hết nha chị. Rồi, biết rồi. Dạ, chú Bảy về. Rồi. Mệt quá, để trong đây luôn đi, khỏi ai thấy. Vì thế đoàn kiểm tra lại không phát hiện được cái xô chứa nước. A few moments later.